Hội thì thổi cơm. Trong dịp lễ hội, một số làng ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam có tổ chức thổi cơm thi. Cuộc thi thổi cơm ở từng nơi có những luật lệ, nét đặc trưng riêng như nấu cơm trên thuyền, nấu cơm trông trẻ, vừa đi vừa nấu cơm. Thi nấu cơm ở hội Thị Cấm, Tử Liêm, Hà Nội. Cuộc thi nhằm diễn lại tích của Phan Tây Nhạc, vị tướng thời Hùng Vương thứ 18, đã rèn luyện cho quân sĩ thực hành một cách thành thạo, đặc biệt là nấu được cơm ăn trong điều kiện khó khăn. Thể lệ cuộc thi, nguyên liệu là thóc, củi, chưa có lửa, chưa có nước. Các đội phải làm gạo, tạo ra lửa, đi lấy nước về nấu cơm. Cuộc thi có 3 bước, thi làm gạo, tạo lửa và lấy nước, thổi cơm. Mỗi đội 10 người, cả nam và nữ, tự xay thóc, giã gạo, dần sàng, lấy lửa, lấy nước và nấu cơm. Bước 1, thi làm gạo. Sau hồi chấm lệnh, các đội đổ thóc vào xay, giã, dần sàng. Đội nào có được gạo trắng trước nhất là thắng cuộc. Bước 2, tạo lửa và lấy nước. Tạo lửa từ hai thanh nứa già cọ vào nhau, khó nhất là khâu này. Áp bùi nhùi rơm khô vào cho bén lửa. Người lấy nước cách đó khoảng 1 km. Nước chứa sẵn trong 4 cái be bằng đồng, đợi người đến lấy mang về. Đội nào tạo được lửa và lấy được nước về đích trước thì đội đó thắng cuộc. Bước 3, nấu cơm. Đội nào thổi được cơm chín dẻo, ngon và xong trước thì thắng cuộc. Cơm của đội đó được dùng để cúng thần. Thi nấu cơm ở hội Lạc Chuông, Hà Nội. Cuộc thi của nữ, người dự thi thực hiện một vòng tròn đường kính 1,5 mét. Quy định là vừa thổi cơm vừa phải giữ một đứa trẻ chừng 7-8 tháng tuổi, không phải là con đẻ của người dự thi, và canh chừng một con cóc, không để nó nhảy ra khỏi vòng. Người chơi phải dùng lửa lấy từ bùi nhồi rơm, nhóm củi, đặt bếp, trông để đứa trẻ không khóc và canh chừng con cóc. Thời gian là cháy hết một nén hương, cơm chín trước, dẻo ngon hơn là thắng cuộc. Cuộc thi của nam, bếp đặt sẵn bên bờ một cái ao hay bờ đầm, mỗi người dự thi một bếp. Sau hồi chống lệnh, các chàng trai bước xuống một cái thuyền nan, bơi bằng tay sang bờ bên kia, áp thuyền vào bờ và thực hiện hết thảy các việc trên thuyền bồng bềnh. Tay ướt vẫn phải đánh lửa, thổi cơm và giữ thuyền ổn định. Ai thổi được nồi cơm thơm dẻo, ngon, xong trước là người thắng cuộc. Thì nấu cơm ở hội Tử Trọng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Người dự thi ngồi trên thuyền thúng tại một đầm rộng lộng gió. Mỗi người một thuyền, kiềng, rơm ẩm, bã mía tươi và trang bị khác giống nhau. Sau hiệu lệnh, các thí sinh đưa thuyền rời bờ ra giữa đầm. Thuyền bồng bềnh, gió lộng, củi lửa lại khó cháy. Thậm chí có lần thi gặp mưa phùn, gió bấc. Kết thúc cuộc thi, ai có nồi cơm hoặc chõ xôi chín dẻo, ngon là người thắng cuộc. Thi nấu cơm ở hội Hành Thiện, Nam Định. Cuộc thi dành cho nam, mỗi nhóm 2 người xếp thành hàng ngang, một người buộc cành tre dẻo dai vào lưng, ngọn tre cao hơn đầu. Trên ngọn tre treo sẵn một niêu cơm, người kia có nhiệm vụ đun nấu. Khi có hiệu lệnh, người nấu phải nhanh chóng dùng hai thanh nứa già tạo ra lửa rồi châm vào bó đuốc hơ dưới đáy niêu. Cả hai người vừa nấu vừa bước quanh sân đình. Hết tuần hương, ai có niêu cơm chín đều, dẻo ngon thì thắng cuộc.